Bên cạnh sự phát triển của các khu đô thị, thành phố Thái Bình còn quan tâm xây dựng phát triển nhà cho những người có thu nhập thấp. Như khu nhà ở xã hội này là khu thứ hai mà công ty cổ phần Đam San đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Thái Bình. Từ những khu nhà tập thể cũ nát trước đây, công ty đã đầu tư xây dựng thành chung cư khang trang để người dân có thể tái định cư trở lại, vừa góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân, vừa chung tay thay đổi diện mạo của thành phố. Nhưng để cho hơn 200 hộ gia đình yên tâm bàn giao nhà cho chủ đầu tư thực hiện dự án là có sự quyết tâm rất cao của chính quyền địa phương các cấp. Ủy ban nhân dân thành phố, rồi các cái phòng ban như trung tâm giải phóng mặt bằng, cái phòng tài nguyên môi trường, cái phòng quản lý đô thị, khi mà giải phóng mặt bằng thì tất cả mọi người đều tập trung vào. Chúng tôi có làm được như thế này thì phải nói rằng có sự đóng góp rất lớn của thành phố thì công ty mới thực hiện thành công. Và bản thân công ty cũng xác định rằng là khi công ty thực hiện thành công thì cũng làm đẹp cho thành phố.